Xin chào các bác đến với kênh YouTube của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái loại sản phẩm rất là mới, chính là ống nhòm hai mắt, dùng cho những bác nào mà chuyên săn ong này, bẫy chim này, và đi với mục đích giải trí khác thì các bác hoàn toàn có thể sử dụng một chiếc ống nhòm hai ống như thế này. Thì em bóc bộ sản phẩm này ra. Thì nhà thiết kế người ta đã thiết kế cho chúng ta một cái vỏ bao bọc bên ngoài là một cái túi vải màu ngụy trang như màu cỏ đây các bác nhá. Đây, màu ngụy trang như màu cỏ, màu lính đấy. Các bác nào mà đi rừng đồ săn bắt thì ngụy trang cực kỳ là tốt, rất là khó phát hiện. Đó. Và cách đeo thì sẽ như thế này. Nếu mà những bác nào mà thích đeo vào vai thì như này, xỏ vai vào thôi. Còn những bác nào mà muốn đeo vào hông và thắt lưng ấy thì các bác xỏ dây thắt lưng qua đây giúp em nhá. Rất là chắc luôn. Đi cực kỳ là nhỏ gọn và chắc các bác nhá, tiện lợi, rất là dễ sử dụng. Đó. Còn em sẽ bóc cái bộ sản phẩm này ra cho các bác xem. Và nhân vật chính mà em muốn nói đây chính là chiếc ống nhòm hai ống các bác nhá. Ngụy trang màu dàn di, màu xanh, màu cỏ đấy, đi rừng thì cực kỳ là an toàn. Cái ống nhòm này mà bác nào mà đi săn ong, tìm ong này, hay là đi đánh bẫy này thì cực kỳ là tốt. Với khoảng cách tầm 300-400 mét mà tại vị trí đặt bẫy đến vị trí các bác lấp mà 300-400 mét thì dùng ống nhòm này là xem rất là tốt các bác nhé. Xem con mồi đã dính bẫy chưa này, hay là xem quá trình con mồi xa bẫy như thế nào này, là hoàn toàn có thể theo dõi được qua cái ống nhòm hai ống này các bác nhé. Thì ống nhòm này thì hai mắt của nó được bao bọc bởi hai cái lớp lúm cao su này các bác nhá, để chống xước mắt, trước sau đều có các bác nhá. Đó, chống xước mắt các bác nhá. Còn đây chính là tiêu cự của ống nhòm đấy. Các bác có thể xoáy sang trái này, xoáy sang phải này, để điều chỉnh từ vật đến ống nhòm này sao cho nhìn là rõ nhất, hợp lý nhất các bác nhá. Còn tiêu cự ở gần mắt đây là dành cho những cái bác nào mà cận đấy, cận mà những bác mà có tuổi rồi mà nhìn nó khó nhìn thì các bác điều chỉnh tiêu cự qua đây nhá, nó rất là dễ. Đó. Còn cái chiếc ống nhòm này bên em bán giá rất là rẻ các bác nhá. Bán thời điểm hiện tại đây là tháng 9 năm 2018 với giá là 600.000, bao ship đến tận nhà tận giường cho các bác luôn các bác nhá. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Đó. Nhận khi nhân viên bưu điện người ta mang đến, các bác có quyền được bóc hàng ra các bác nhá. Kiểm tra hàng ok như đã đặt rồi mới thanh toán các bác nhá, để tránh trong trường hợp sợ lừa đảo. Bên em bán rất là uy tín, cho khách thử hàng, xem hàng thoải mái, ok mới nhận. Đó. Và cách sử dụng thì rất đơn giản thôi. Thì các bác chỉ cần áp hai cái kính sau này vào mắt và chỉnh và cái tiêu cự này sao cho nhìn vật rõ nhất là được. Còn sau đây thì em sẽ hướng dẫn cũng như là test cái độ trực tiếp của chiếc ống ngắm này đeo vào mắt camera cho các bác xem nhá. Các bác hãy dừng lại ngay màn hình lại và lấy cái số điện thoại của em gọi luôn cho em trực tiếp để bên em tư vấn cho các bác, để các bác có một cái loại ống nhòm ưng ý nhất cũng như là vừa giá tiền vừa mục đích sử dụng. Đó. Và bây giờ em sẽ test lên đây cho các bác nhá. Đây. Bây giờ em sẽ test lên cái khu nhà cao tầng đây các bác nhá. Cách khoảng tầm 600m thì quay cũng rất là rõ. Đấy. Và đây là chiếc ống nhòm hai mắt các bác nhá. Em sẽ test cho các bác xem hình ảnh thực tế của chiếc ống nhòm này luôn. Những bác nào ở xa mà chưa biết chất lượng nào thì xem video này của em thì hoàn toàn yên tâm sử dụng khi mua các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Em cầm một tay vào điện thoại thì nó hơi khó. Đây các bác nhá. Các bác hoàn toàn có thể điều chỉnh được tiêu cự. Tiêu cự rất là ok luôn. Các bác nhá, đây để em điều chỉnh tiêu cự nhá. Đây, tiêu cự đây nhá các bác nhá. Các bác có thể xoáy sang trái, xoáy sang phải để lấy độ nét của nó các bác nhá. Đây nhá. Đấy. Ví dụ đây nhá. Các bác nhìn này. Đấy, các bác có thể lấy nét ở đây được này. Các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Cực kỳ là nét luôn.
đây nhá, siêu nét luôn các bác nhá. Đấy, cái khu chung cư cao tầng đây, nhìn thấy rõ cả cửa sổ này, các thứ luôn các bác nhá. Do em đây là cầm tay hơi run nên nó hơi bị rung. Còn những bác nào mà cho vào mắt mà mình áng chừng được như em đeo ở ngoài thì cực kỳ là nét luôn các bác nhá. Đây, quay cây này. Đấy, cực kỳ là nét luôn các bác nhá. Cách mấy trăm mét cũng đều là ok. Bác nào mà săn ong, săn chim này thì cái này gọi là công cụ hỗ trợ đắc lực luôn. Đấy các bác nhá, cực kỳ là ngon lành cành nào luôn. Đó các bác nhá, xem rất là nét. Đây cái hoa phượng nhá, lá màu đỏ này, chào hè đấy các bác nhá, rất là nét luôn. Đấy các bác nhá, em test thì tại vì test ở ngoài này thì cầm tay thì nó hơi bị run, thì các bác khi mua sản phẩm về thì được hoàn toàn được bóc ra thử các bác nhá. Đây, 4 số điện thoại bên em đây, các bác có thể liên hệ với bên em qua 4 số hotline trên. Và bên em thì chuyên bán đồ săn bẫy, đi rừng, ngụy trang, loa và các loại ống ngắm khác nhau các bác nhá. Nhưng mà các bác có nhu cầu thì hãy đăng ký kênh YouTube của em để nhận những cái video mới nhất về review về các loại sản phẩm khác. Đó, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.